Dạ, kính bạch sư phụ và đại chúng, con có câu hỏi là trong khi con cái quá trong quá trình thiền tứ niệm xứ thì trên khi con quán thân trên thân mà con gặp cái khó khăn là cái tôi mà nó có khi nó xuất hiện thì con phát hiện ra, khi nó xuất hiện thì con không có nhận ra được. Con thấy nó ẩn hiện rất là với cái dạng rất là với cái nó biểu hiện rất là đa dạng cho nên là con khó mà nhận ra nó. Cho nên Phật tử dự thiện tức là khi trong quá trình mà mình quán thân trên thân thì mình không phát hiện kịp cái tôi của mình nó biểu hiện ra. Mà làm cách nào để mình nhận ra cái biểu hiện của cái tôi? Thực tập quán thân trên thân một cách tốt nhất, có phải vậy không? Bây giờ cô dự thiện lấy cái tay trái nè, véo cái tay phải đi, véo thật đó nha, véo đau lên. Đau không? Đau chứ. Dạ. Rồi, dạ con cảm ơn. Thử nghĩ thử vụ hỏi như vậy là để mình chi? Mình véo cái tay của mình là nó đau không? Có. Vậy bây giờ dự thiện trả lời thì bây giờ mình muốn hết đau thì sao? Thầy hỏi là cô biết là cô gục đầu rồi. Bây giờ mình véo cái tay thì cái tay nó đau, phải không? Bây giờ mình muốn hết đau quá thì mình đừng có véo vậy thôi. Rất đơn giản mà. Điều đó ai cũng phải chấp nhận như là sự thật hết. Thì cái pháp á, bản chất của nó vốn là vô ngã. Ai biểu mình tạo cái bản ngã mà phải diệt? Mà chúng ta đang học thiền mà cô hỏi câu thiền nha. Bản chất của vạn pháp, cái bản chất thật của pháp đó là vô ngã. Nhưng mà cái bản ngã đâu ra? Giờ mình tạo tác. Vậy giờ mà mình tạo tác ra cái bản ngã nó khiến mình đau. Giờ mình muốn hết đau thì mình đừng có tạo tác, chứ không phải mình diệt bản ngã. Mình không thể diệt một cái gì mà nó muốn không thật. Mình đừng có tạo nó ra thôi, chứ không có thể diệt được nó. Tầm một cái chỗ là chúng ta phải diệt cái bản ngã là kính thưa nó không có đúng. Bởi vì cái bóng á, thì chúng ta không thể diệt nó. Bởi vì khi mà mình đánh với cái bóng á, mình chiến thắng cái bóng á, là mình là kẻ thua trận. Bởi vì mình mệt thôi, chứ cái bóng đâu có thật đâu mà thua mới hơn. Cho nên cái bản ngã là cái thứ không có thật. Mà mình nói mình diệt được bản ngã là mình là cái người bị thua trận. Cho nên mình đừng có tạo cái bản ngã, chứ mình đừng có phải là diệt nó. Làm sao mà mình không có tạo bản ngã? Thì mình phải có mặt, mình chánh niệm. Ví dụ như lúc mình ngủ là bản ngã mình không xuất hiện được nè. Người ta nói gì đó chứ mình bị ảnh hưởng gì chơi. Con vật nó cũng không có đủ cái năng lực nó tạo ra hình ảnh bản ngã của nó. Nó chỉ bảo toàn cái sự sống của nó để nó nuôi dưỡng, nó bảo vệ cái sự sống thôi. Cho nó không có cái danh dự của cái bản ngã, cho nên nó không có bị xúc phạm, nó có bị tổn thương. Nó không có khả năng tạo bản ngã. Còn con người của mình là lấy khả năng đó để tạo cái sự giải thoát, để tạo cái sự yêu thương chia sẻ không, để tạo cái bản ngã. Thì lấy cái năng lực tạo cái bản ngã đó, nó khó khăn lắm trên chơi đâu. Cái khả năng mà tạo ra cái hình ảnh bản ngã đó là cái khả năng đặc biệt mà con người mới có, con vật không có. Thì hãy lấy cái khả năng đó thay vì tạo mình đau khổ. Mình mà có thể tạo cho mình đau khổ thì không phải con người mình vừa đâu nha. Cái năng lực nó cực kỳ lớn, thì hãy lấy cái năng lực đó tạo ra hạnh phúc bình yên cho mình và cho người. Đã. Nhưng mà nói vậy chứ vì sao mà nó vẫn còn khổ hoài? Là bởi vì xưa nay mình quen cái cách tạo bản ngã. Cho nên về cái bản ngã mà nó ăn sâu ở trong máu, trong xương, trong tủy, ở trong sắc thọ tưởng hành thức, và hay cái gì mà nó có cái hình tướng liên hệ cái thân tâm này là lập tức có cái bản ngã ở trong đó. Đó cho nên mình nói cái thân của mình đụng tới cái áo của mình treo nó mà treo sai chỗ thì mình cũng thích. Ai mà giẫm đôi dép của mình thôi mình phản ứng liền. Ai mà đụng tới cái tên của mình thôi là mình không ưa, nếu như mà họ có một cách tiêu cực mà họ phản ứng tới, phải không nào? Có phải vậy không? Chứ đó là cái biểu hiện của cái thân trên thân, thân trong thân, thân ngoài thân. Thân trong thân là ruột, gan, phèo, phổi, máu, mủ, danh dự, máu, mủ, ruột thịt của mình ở trong. Thân trên thân là tai, mắt, mũi, lưỡi, hình tướng xấu đẹp của mình. Thân ngoài thân là quần, là áo, là giày, là dép, là bạn, là bè, là nhà, là cửa. Ở trong cái quán thân đó, gọi là Kayanupassana, thì có quán thân trong thân là lục phủ ngũ tạng, đất nước gió lửa. Quán thân ngoài thân là các cái hình tướng đi, đứng, nằm, ngồi, tai, mắt, mũi, lưỡi, và 36 cái hình tướng bất tịnh của thân. Và quán thân ngoài thân là nhà, cửa, ruộng, vườn, con cái, vợ chồng, những gì mà thân này sở hữu, nó là vô thường. Vì sao phải quán như vậy?
Bởi vì cái tâm của cái bản ngã là vốn nó là một cái dạng vô minh rất là sâu, nó đồng hóa ở trong cái tâm của mình á, chứ nó không có ở trong cái thân. Nhưng mà cái thân là biểu hiện của nó, biểu hiện một cách rất là thô. Cho nên bây giờ mình muốn đi sâu một cái tế thì coi thì cái thô mình nó thấy chưa, tức là mình thấy cái thân này nè mà nó đẹp, nó thật, nó của mình, thì cái đó là thân kiến, tức là chấp cái thân này có tôi. Thử mà người ta đụng tới cái thân của mình, sao dạo này mà chị mập quá vậy, và nó có cái gì, cái phản ứng nó có cái buồn hay nó có cái khó chịu với người nói câu đó với mình, đó là biểu hiện của cái thân kiến. Thì bây giờ họ nói mà mình không có phản ứng nữa là chứng tỏ mình đã phá được một ít thân kiến trên cái thân này rồi, tức là cái tâm của mình không có bị chấp gì trên cái thân nữa, thì lúc đó là mình đang tu tiến bộ quán thân định thần. Còn mình thấy cái thân mình là mà thật mà đẹp mà thường, đó là mình đang thấy rất là nặng nề dính vào cái thần kiến, thì ngược lại là mình quán làm sao đó mình thấy hàng ngày cái thân mình nó không thật, nó vô thường, nó bất tịnh, nó mượn tạm và nó ảo giả, mà nó đánh lên tay trắng nó về xương khô, thì bắt đầu đó là mình phá cái thân kiến ở trên cái thân. Và cách tu cụ thể nè, đừng có tô son điểm phấn làm cho cái thân này trở nên giá trị về vật chất để hưởng thụ nó. Đừng có chắc thật cái thứ mà vốn nó không chắc thật. Thứ hai nữa là trong cái hàng ngày sinh hoạt đó, là mình đừng có để cái suy nghĩ nó ở trong cái tâm này mà nó chiếm lĩnh mất cái sự chánh niệm của mình trên cái thân. Cái câu còn nói như vậy nó hơi dài đó, nhưng mà chúng ta nó đừng có để cái tâm của mình nó chạy liên miên ở trong tâm, ở trong đầu, mà nó làm cho mình mất đi cái chánh niệm trong khi mà mình rửa chén, mình quét nhà, mình sinh hoạt. Bởi vì khi mà mình suy nghĩ như vậy á, là cái tôi nó xuất hiện. Bởi vì suy nghĩ là nó xuất hiện ra, suy nghĩ về tương lai thì nó lập tức nó có cảm xúc lo lắng, suy nghĩ về quá khứ nó có cảm xúc hối tiếc và đau khổ. Mỗi một cái cảm xúc đó, khi mà người ta nói chuyện, khi mà người ta nói một cái gì đó, thường trong mặt người ta có một cái cảm xúc biểu hiện. Nên là cái suy nghĩ nó đi đôi với cái cảm xúc, là cái thọ. Cho nên khi mà mình nói nhiều là mình nuôi dưỡng lớn cái cảm thọ, và cái tôi của mình nó bám vào cái suy tư và cảm thọ, mình không thể dễ dàng thấy được cái thân kiến là cái thật, cái tôi đi cái thân. Cho nên phải làm thinh và ít cái nói chuyện, để chi mình bật cái kênh chánh niệm thì mình mới thấy được, mình an trú được trong hiện tại thì cái suy tư nó bớt đi. Cái chỗ nào mà suy tư nó không còn thì cái chỗ đó cái tôi nó không có bám được. Cái tôi nó chỉ bám vào cái sự kháng cự vào hiện tại. Còn hiện tại mà mình không có suy tư á, mình chấp nhận với những gì ở đây và bây giờ á, thì cái tôi nó không bám được. Cái tôi của mình nó biểu hiện qua sự luôn là khó chịu, luôn là bực bội, luôn là phiền hà, luôn là cầu nhầu, luôn là khẳng định, luôn là chứng tỏ, luôn là cầu toàn, luôn là một cái gì đó nhiều hơn cái hiện tại. Còn mà mình chấp nhận hoàn toàn những cái hiện tại thì cái tôi nó không có chỗ bám. Mày muốn như vậy thì mình phải dừng lại suy tư và mình an trú trong phút giây hiện tại của những gì mình đang thấy, đang nghe, đang xúc chạm, đang hành động hàng ngày, qua những cái việc rửa chén, đi chợ, thể dục, là những hành động rất nhỏ. Và còn nữa là mình quán cái thân bất tịnh để mình không có dính vào cái thân này. Mình quán cái tứ đại là dây không, chứ nó không có thật cái tôi bản ngã. Mình thấy cái thân này là mượn chứ không phải là của mình, hay là quán trọ mình tới mình ở rồi về mình đi. Thì cái phá cái thân kiến là có cái pháp tu rõ ràng như vậy. Nhưng mà pháp tu cụ thể nhất là trước là mình phải tránh cái việc ác trên cái thân này đi, và đừng có làm cho cái thân này hưởng thụ quá nhiều. Cái thân này mà nó hưởng thụ quá nhiều là đưa vào trong cái thân này quá nhiều những cái thông tin một cách phức tạp, ví dụ như ăn uống hưởng thụ một cái cảm giác cực kỳ mạnh, thì khi nằm xuống cái thân này nó cũng trỗi dậy nữa. Mình đang ngủ nó, mình đi cái nó giật mình cái thân này. Người mà hay mớ ở trong ngủ và cái người mà hay giật mình trong ngủ là bởi vì cái thân của họ chứa quá nhiều những cái ADN mũi nhớ mà ngày họ ăn, họ ngủ, họ sinh hoạt, họ đưa vào một cách bừa bãi vô tự hoại. Và cái thân nó không thể dùng đủ cái năng lượng để nó tiêu hóa và chuyển hóa những cái thứ họ đưa vào những cái thân vật chất thôi nha, thành dinh dưỡng, thành dưỡng chất để nuôi cho cơ thể. Nó vẫn còn những cái chướng ngại ở đâu đó, và nó những cái chướng ngại, những cái còn cái thô sơ và những cái ham muốn nó chưa đạt được đó, trong đêm nó sẽ biểu hiện ra thành mơ. Thành mơ. Cho nên cái việc giữ giới là đầu tiên, nếu mà mình muốn phá cái thân kiến. Tức là thấy được cái tôi nó biểu hiện trên cái thân, hay sư phụ nói nó biểu hiện trên cái thân thôi, chứ mình là phàm phu, mình chưa phá được thân kiến, là làm sao mình vào mình phá được cái tâm kiến, cái thọ kiến. Cái kiến một cách sai lầm ở trên cái thân
đó là chất của thằng này của tôi, mà mình chưa phá được thì mình không thể thấy được cái cảm thọ ngọt ngào, mình chấp dính trong nó dữ lắm. Cảm thọ sân hận mình cũng chấp dính luôn. Giờ cái suy tư này, ý kiến này của tôi, mình chấp dính cực kỳ luôn. Thì mình phải quán thân trên thân. Thì bằng cách là chánh niệm. Nhưng mà trước chánh niệm là mình phải giữ giới. Tại sao mình giữ giới? Mình không giữ giới là nó sẽ đưa ra hai cái điều này nè. Cái tâm mình là một cái tòa án lương tâm rất là công bằng. Mình làm cái điều gì mình biết nó sai đó. Mình lỡ làm cái điều sai đó là nó ngoài tầm kiểm soát, cho nên về hối hận. Tâm mà hối hận là suy nghĩ, mà suy nghĩ là cái tôi của cái sự hối tiếc, đau buồn, ân hận mình nó xuất hiện, là cái thân kiến nó xuất hiện. Hoặc là ấn tượng quá mạnh cái sự hưởng thụ bằng cái vật chất đưa vào, thì trở về nó bắt đầu thèm thuồng, nghĩ tới cái đối tượng đó hoài, cái tâm mình nó hướng tới cái tương lai bên ngoài kia nhất, thì nó cũng suy nghĩ nhất mà đòi hỏi cái sự đáp ứng lại lần nữa. Nó cũng không thể dừng lại suy nghĩ mà thấy được cái thân nó vô thường. Cho nên những người phụ nữ hay những người đàn ông mà họ quá nhiều vợ, nhiều chồng, họ không thiết tu. Bởi vì họ đưa vào trong cái thân của họ rất là nhiều những cái hạt giống bất thiện, mà cái thân không thể tiêu hóa hết. Nó còn lại đó những cái biệt nghiệp của người khác ở trong cái tế bào của họ. Và vì thế thì mang bệnh ung thư rất dễ. Và vì thế thì sống cái tâm mà chia ra cho nhiều người đàn ông, hoặc là người đàn ông mà chia ra cho nhiều người đàn bà, thì đó gọi là địa ngục trần gian. Mà người đó sẽ mang cái hạt giống chia tâm của mình làm hai và xuống địa ngục, chứ thở thành cắt hai người đó ra, có cái địa ngục cư hai thân thể. Nghe chỗ này chúng ta rõ không nè? Cho nên nói tóm lại á, là cái pháp nó vốn vô ngã. Mình đừng có tạo ra cái bản ngã, chứ không phải mình tạo ra rồi mình đi diệt. Mình tạo ra mình đi diệt, rồi mình tạo ra mình đi diệt là không có được. Mình tạo biết và mình diệt biết cái cực. Đừng có tạo ra cái giả. Đó, ngay chỗ đó là mình thấy cái thật. Thì của mình là đừng có tạo tác, tức là vô sự. Tức là thầy tu là không có làm gì hết trơn á, người ta dâng cho ăn thôi. Đừng có tạo để chi, để thấy được cái thật. Chứ tại vì sao mà Phật chế ra 250 giới của tỳ kheo là có chỉ đừng ở trong đó không à? Đừng làm một mớ luôn. Bởi vì sao? Cái tâm mình nó chưa có an nhiên tự tại, mà mình làm thì cái xuất phát từ cái chỗ tham sân si. Tham sân si là mình làm thì cái tôi bản ngã nó tạo, hết tạo tác là tạo nghiệp, tạo khổ. Cho nên trước là đừng có tạo. Đừng có tạo thì mà không có chỗ dính mắc. Dạy mà con tạo ra cái này là con sẽ dính vào cái này, con tạo ra cái này thì con sẽ dính vào cái này, con tạo ra vật chất thì con dính, huống hồ vậy con tạo ra một đứa con, một ngôi nhà, cả sự nghiệp. Cho nên người tu là không được ngủ 3D với một gốc cây, là phải đi miết, là bởi vì không có được dính vào một cái gì cả. Đã tạo là dính. Cho nên chúng ta hiểu tại sao mà chúng ta giúp người tu là không có làm ăn buôn bán mà họ đi khất thực, là bởi vì sao? Đức Phật biểu họ dừng lại cái sự tạo tác, để chi? Không có dính vào cái gì thế gian này hết thì mới phá được cái thân kiến. Chứ cái thân này nó dính vào một cái gì đó rồi bản thân nó không phá được, nó dính vào một cái gì nữa làm sao nó phá. Chúng ta hiểu nó có lý không nè? Chúng ta nghe những cái điều này mà mình tu tập rất là tuyệt vời. Với cho nên là lời của Phật dạy à, đừng có tạo cái giả, ngay chỗ đó là mình thấy cái thật. Đừng có tạo cái bản ngã, ngay chỗ đó là mình phá được cái thân kiến. Sự thật chưa bao giờ là bản ngã cả. Sự thật là vô ngã. Kết quả của bản ngã là khổ. Cắt cái tay của mình là mình thấy đau. Và điều đó là tốt hay xấu? Nếu cái tay mà anh đau là tốt hay xấu? Nếu nó tốt á, tức là giết người trộm cắp mà không thấy xấu, mà tốt sao? Giết người trộm cắp mà không thấy xấu là cực xấu. Cho nên nếu mà mình cắt cái tay mà nó khổ, thì đó là tốt hay xấu? Hả? Mình cắt cái tay mình mà nó khổ, mình béo cái tay mà nó khổ là tốt hay xấu? À, nếu mà nó tốt là người ta, nếu mà cái thân mình mà nó không có đau khi mình cắt á, thì bây giờ người ta đi thẩm mỹ viện hết, người ta cắt hết tùm lum tù lu luôn, mà ta đi trên đường ta có thể lôi cái ruột người ta lên mà ta quay video thế này chơi luôn nè. May mắn là cái thân của mình đụng cái chỗ nào nó cũng đau hết, nên mình rất là sợ hãi làm gì thì nó. Cho nên cái đau của thế gian này là món quà của nhân loại để cho họ dừng lại cái mê và cái thật. Cho nên cái đau của cái bản ngã nó giúp cho mình đừng có tạo cái ngã nữa, chứ không phải là diệt cái ngã. Bây giờ nè, đừng có cắt nữa, nó đủ đau. Vậy bây giờ đủ đau chưa? Đã đủ đau rồi thì thì bỏ nó đi, thì đừng có tạo nó nữa. Mà tại sao mà mình vẫn cứ tạo hoài? Là bởi vì mình chưa có đủ đau vậy thôi. Tại sao mình cứ nắm hoài? Mình không chỉ muốn
Bởi vì nó chưa có làm cho mình thấm thía, chẳng qua là mình chưa đủ khổ. Chứ đối với cái người ngộ á, đối với cái người mà họ ngộ thì họ thấy nó khổ, mà cái đối với người mà họ còn mê á thì nó là thiên đường. Bởi vì cái cõi này nè là ta bà, ai nói cõi này là ta bà? Người ngộ, Đức Phật, Thích Ca, Đức Phật Di Đà nói, chứ Bồ Tát nói. Còn mình mà nói cõi này ta bà, bây giờ con hỏi chứ cô Hà, cô Nguyễn Hà Ngân ví dụ vậy. Cô Hà Ngân, bây giờ cô khỏi cần bạch đi mà thầy hỏi cái cõi này là sướng hay khổ. Nếu mà cô nói sướng thì cô gục đầu đi. Cõi này sướng hay khổ? Cô Nguyễn Hà Ngân. Dạ khổ thưa sư phụ. Thiệt khổ không? Dạ thiệt. Hy vọng là thế. Mình biết khổ nhưng mà sao mình vẫn còn ở đây? Thì tại vì chưa tu. Chưa tu nên là còn ở đây để ở tu với sư phụ. À, cõi này mà mình thực sự nói đến là khổ nha, là mình đi nó từ lâu rồi. Mình học đòi mình học theo bậc giác ngộ, mình nói nó khổ thôi, chứ là còn ngọt lắm. Nó mùi mẫn vô cùng. Cho nên cái cõi này đối với kẻ mê là chưa có khổ. Cõi này đối với người mê là đang là thiên đường. Cái ngũ dục tràn đầy, ăn miếng nó cũng ngon, buồn ngủ mà ngủ nó cũng sướng. Thấy đứa con mình vui nó cũng hạnh phúc. Thấy người chồng mình mà ăn ngon cái miếng mình nấu, lòng mình tuyệt vời gì đâu á. Cái Phật Di Đà xuống nó thôi mai đi con. Dạ chưa, từ từ con đang khỏe đi, con lựa chọn. Bây giờ ngài ở trên đó, con ở dưới đây, con thấy này ở trên đó chắc con giống giống vậy thôi. Mình chọn lựa. Chứ mà thử hỏi cái lúc mà mình không còn chọn lựa nữa, lúc đó mình mới thực sự đi. Cho nên hàng ngày mình niệm Phật là dễ hơi lắm. Mình niệm nó hiểu giống như là niềm tin mình lựa chọn người ta có chỗ này tốt, có chỗ kia tốt vậy đó. Nhưng mà niệm như vậy thì không có nhất tâm, mà không có bản sanh được. Cái nguyện mình nó có tha thiết cho cái người mà chưa có biết Phật Pháp gì hết trơn. Nhưng cái lúc mà họ ra đi, họ may mắn mà gặp một người mà chánh pháp, họ khuyên niệm Phật cầu vãng sanh, nói 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, người đó phá cái tính nguyện hành mạnh mẽ đi cho rồi. Mà cả một đời người, một người đó niệm Phật hoài mà tới cái lúc đó không đi gì hết trơn. Quý vị có từng thấy, từng nghe cái điều này không? Đó là có thật nha. Thì tóm lại, cô Phật tử Diệu Thiện, giờ mà đã khổ rồi, cái gai bản ngã trong mình đã đủ khổ rồi, thì sao? Tìm thuốc chữa. Thuốc cái gì? Rút cái gai ra, đừng có đâm cái gai nào vô nữa hết. Làm sao? Giữ giới thanh tịnh, để tâm mình chánh niệm trong từng phút giây của sự sống, và bớt suy nghĩ. Vì tất cả câu trả lời của con sẽ có cái bước thực tập rõ ràng nha. Giới với thanh tịnh. Thanh tịnh ở đây nó có hai cái điều kiện thôi. Một là đừng có làm ác. Cái lương tâm mình biết nó sai là dứt khoát. Một, mình làm là mình hối hận. Hai là mình dừng lại, sau đây mình sẽ vui. Cái niềm vui đó làm cho mình vào định, và cái tâm nó dừng lại, nó định tĩnh rất là tốt. Hai nữa là tâm mình phải chánh niệm trong cái đời sống hàng ngày đó. Quan sát thân đó, tức là ý thức của cái hành động, chứ đừng có để cái tâm nó suy nghĩ. Làm việc gì thì làm một việc thôi, đừng có suy nghĩ trong cái việc làm đó. Bấy nhiêu đó là đủ. Và đặc biệt là hồi hướng hết công đức đó về Tây Phương Cực Lạc. Ở cõi này mình không giác ngộ được, thì công đức chút nào nguyện về đó chắc chắn là mình giác ngộ. Lên đó mình cũng phải tu. Nhưng mà kiếp này chắc gì kiếp sau mình làm người. Mà làm người kiếp sau chắc gì mình thấy được đạo. Cho nên tốt nhất là tu như bao nhiêu công đức đó về trển chắc ăn. A Di Đà Phật, cô Diệu Thiện nha. Xà thu. Biết Diệu Thiện, cô Diệu Thiện nghe rõ không? Hiểu hết không? Dạ tốt rồi.